Hello, xin chào mọi người, mình là Thúy An, là chủ của cái kênh Hana Spa and Clinic. Mình chuẩn bị lập ra đây thì hôm nay mình sẽ thông báo cho mọi người mình chuẩn bị lập một cái kênh YouTube mới để cho mọi người tìm hiểu về cái kỹ thuật nét trong mụn bên Hana và những cái tình trạng da là như thế nào để mọi người tham khảo và liên hệ Hana để điều trị. Mọi người có cái nhu cầu về điều trị mụn hoặc là phục vụ cái sở thích là mọi người thích coi lạc lén nhân mụn thì mọi người chịu khó vui lòng để một chút thời gian để mà đăng ký những cái kênh này của mình, thì sau này mình sẽ đăng thường xuyên đăng những cái clip đó cho mọi người xem theo dõi ha. Thì mọi người có thể thấy đây là cái phòng kỹ thuật của bên mình, thì hiện tại bạn này sẽ là chuyên phụ trách kỹ thuật chính để lén nhân mụn. Đây là mình đang lén nhân mụn đây, và sẽ có những cái ca mụn nặng mình sẽ quay cho mọi người, đó với những ca mụn nhẹ thì mình sẽ không có quay á. Đây là những cái phần mà sau khi mình lấy nhân mụn xong mình sẽ cho khách hàng đắp mặt nạ và chiếu ánh sáng giống như vậy. Rồi bên đây là cho những cái bạn mà mới vào thì mình có thể rửa mặt, tẩy da chết, xong rồi mình sẽ tiến hành lấy nhân mụn. Lấy nhân mụn xong thì sẽ qua đây để đắp mặt nạ. Đó là cái quy trình điều trị bên Hana, tất cả đều chuẩn y khoa và giữ an toàn cho da mặt của các bạn, không có sử dụng bất kỳ cái dụng cụ gì gọi là chung ha. Mọi người cứ yên tâm, một khi đã qua điều trị bên Hana là phải chuẩn, phải kỹ càng, phải sạch sẽ, thì mọi người không có sợ cái vấn đề là sẽ bị nhiễm khuẩn hay là sẽ tiếp xúc với nhiều người, thì mọi người không có lo vấn đề đó ha. Rồi cảm ơn mọi người nha. Nói chung là cái clip này để nói với mọi người là mình sẽ thành lập một cái kênh mới trên YouTube này, mọi người vui lòng đăng ký giúp Hana. Mình sẽ thường xuyên đăng những cái clip mới lên cho mọi người coi và nói chung là xả stress hoặc là tham khảo về kỹ thuật gì đó thì mọi người cứ việc đăng ký ha. Thì địa chỉ của Spa Hana là ở 479 Trạch Khai 2, đường Phan Văn Trị, phường 5, quận Gò Vấp. Số điện thoại để mà mọi người có thể liên hệ với Hana là 0947 444 099, cứ và cái trang Facebook sẽ là Hana Trị Mụn Xóa Mờ Thâm và Hana Spa and Clinic. Mọi người tham có thể tham khảo ở trên đó với Hana nha. Tạm biệt mọi người.